Bibo. Chương trình giải trí số 1 dành cho trẻ em đã có mặt tại Việt Nam rồi đây. Hãy cùng chơi với hai anh chị đáng yêu nhất trái đất nha các bé. Anh Bo, lém lĩnh, hoạt bát, thích nhảy và hát, yêu trẻ con và thích đi chơi lon ton. Chị Bi, xinh xắn, hiền lành, chăm chỉ học hành và rất thích chơi cùng các em nhỏ. Và đừng quên Umechan, đáng yêu, dễ thương nhưng cũng không kém phần tinh nghịch à nha. La 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 bi ba bi bo, la 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 bi ba bi bo. Chào chào những búp măng non đang mỗi ngày một thêm khôn lớn quanh. Thế giới bao la có biết bao nhiêu điều là nào cùng nhau ta học, nào học kỹ năng hoàn thiện cuộc sống, nào cùng nhau ta học nhé, học làm điều hay. La 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 bi ba bi bo, la 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 bi ba bi bo. Măng non đang mỗi ngày một thêm cuốn lớn quanh ta, thế giới bao la có biết bao nhiêu điều là nào cùng nhau ta học, nào học kỹ năng hoàn thiện cuộc sống, nào cùng nhau ta học nhé, học làm điều hay. La 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 bi ba bi bo, la 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 bi ba bi bo. Cũng sẽ nói mình ngoan, ai cũng sẽ yêu thương mình. Bé biết
biết khoanh tay chào, bé bé biết khoanh tay vui chào, bé biết khoanh tay chào. Yeah, mình đã làm xong rồi. Tiếng Anh vui nhộn. Wow, look! Red, 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 it's a red, red box. Red, 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 it's a red, red box. Red box! Giờ chơi đến rồi! Ủa, các bạn nhỏ ơi! Anh Bo đang làm gì vậy ta? Anh Bo ơi, anh Bo đang làm gì vậy? À, anh Bo đang kiểm tra lại vòng tròn của mình coi nó có đẹp không? Vòng tròn gì vậy anh Bo? À, hôm nay á, anh Bo sẽ cho các bé chơi một trò chơi vô cùng là thú vị, rất là vui nhộn nha. Trò chơi này giúp là thêm có nhiều sức khỏe nè. Mấy bé có muốn chơi không? Ừ, Mai Chanh có muốn chơi với các bạn không? Dạ muốn luôn. Trò chơi mang tên là Lùa Vịt. Lùa Vịt. Thì bây giờ anh Bo sẽ nhờ chị Bi ra phổ biến luật chơi cho các bé nha. Ừ, chị Bi sẵn sàng. Đối với trò chơi lùa vịt thì trong vòng tròn này chúng ta sẽ làm những chú vịt con. Và Ư Mai Chanh sẽ làm người lùa vịt. Ư Mai Chanh có chịu không? Nhưng mà người lùa vịt sẽ làm gì vậy chị Bi? Mình lùa vịt để mình có thể bắt được những chú vịt con. À, Ư Mai Chanh sẽ đứng đây. Đúng rồi, các bé. Đây, chị Bi sẽ là chú vịt con. Anh Bo, vô đây giúp rồi, chị Bi luôn. Nhìn nè, nhìn anh Bo với chị Bi chơi thử nè. Chú vịt con nè. Ư Mai Chanh ơi, nếu mà chị Bi nhảy ra vòng rồi. Ôi, chị Bi bị bắt rồi. Đúng rồi, bởi vậy chúng ta không được ra vòng khỏi vòng tròn nha. Và nếu mà chúng ta giẫm phải cái vạch này, chúng ta cũng xem như là bị bắt. Và những ai bị bắt sẽ phải lên trên bục ngồi cổ vũ cho tất cả các bạn còn lại. Các bé có chịu không? Dạ chịu. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta đã sẵn sàng chơi chưa nào? Mình về cả nha. 1, 2, 3. Yeah. Những chú vịt đáng yêu đâu, giơ tay lên nào. Rồi, chúng ta bắt đầu trò chơi nha. 1, 2, 3. Bắt đầu. Mình còn bao nhiêu bạn vịt nữa vậy chị Bi? 2, 4, 6, 7 bạn vịt nữa đó Ư Mai Chanh. Ôi, nhiều quá. Bây giờ mình chỉ còn bắt một bạn nữa thôi là xong rồi nha. Dạ. Rồi. Rồi bây giờ mình chơi lần nữa nè. 1, 2, 3. Cố lên, cố lên các bạn. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Giơ tay nào. Hôm nay mấy bé của chúng ta chơi rất là vui, đúng không chị Bi? Đúng rồi. Và chị Bi muốn là tất cả chúng ta sẽ cùng chơi những trò này với bạn bè, có được không nào? Dạ được. Chuyện kể bé nghe. Bin Bin, bé Norimo, Darube Takehiro. Bé Norimo rất yêu thích các phương tiện giao thông. Bin Bin, hãy tiến lên nào, băng qua được rồi. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các phương tiện giao thông. Nhìn phía đằng trước kìa, là xe tải nhẹ. Còn có hình con vịt nữa. Quạt. Quạt. Cả một đàn mẹ con nhà vịt luôn. Mấy chiếc cano hình cá Medaka đang chạy đua kìa. Nhanh lên.
tiến lên cano ơi. Ôi coi kìa, các bạn ơi, con ếch kia kìa. Bê con chiếc xe chạy qua đầu mình luôn. Đây các bạn ơi, hãy cùng nhau tìm thêm nhiều phương tiện khác nữa nhé. Tiếng Anh vui nhộn. Wow, look! Big, it's a big red box. Big, it's a big red box. Big red box. Người bạn đáng yêu ơi. Nào mình cùng ngồi lại đây nha, ngắm thế giới quanh ta ô kìa. Thật nhiều điều khó ghê á. Và nhiều điều mình yêu thích lắm, nhưng nếu toàn là điều mọi người đều thích lắm, chắc chắn không thể nào được mong là. Những chuyện buồn phiền sẽ mau biến mất đi. Nếu có là Thank you.